việc ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đang là mối quan tâm của dư luận những ngày này. Mặc dù cơ quan chức năng đã sang đàm phán với phía Trung Quốc để chuyển cửa khẩu, giảm ùn tắc, nhưng đối tác chỉ nhận dưa xuất qua cửa khẩu Tân Thanh. Sau vụ dưa xuất khẩu khó khăn, nhiều loại nông sản khác lại sắp đến mùa thu hoạch. Rõ ràng nếu không có những giải pháp hữu hiệu, doanh nghiệp và cả người nông dân sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong tiêu thụ nông sản, đặc biệt là việc xuất sang thị trường Trung Quốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại tỉnh Lạng Sơn. Tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, tình trạng ùn tắc dưa hấu đến ngày hôm nay đã giảm phần nào. Nếu như tuần trước, doanh nghiệp xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc phải chờ đợi từ 2 đến 3 ngày thì phía đối tác mới nhận hàng. Bây giờ, thời gian chỉ 1 ngày. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn không khỏi lo lắng bởi khi hàng sang đến bên Trung Quốc, đối tác còn kiểm tra từng quả dưa một. Nếu không đủ chất lượng yêu cầu, hàng sẽ bị trả về Việt Nam. Sau việc thông quan chậm, giờ doanh nghiệp lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn khác. Hầu như là chủ nào cũng lỗ, kể cả dưa lẫn thanh long. Dưa thì có những người đến bây giờ là thậm chí là chỉ còn người không đi về thôi, còn có những người thì vớt vát được lại một vài xe, để lúc đắt lúc ế thì cũng gọi là tạm tạm đủ trang trải cái tiền xe thôi, nhưng mà hầu như là lỗ vốn. Khi Việt Nam cho thông quan hàng hóa, Trung Quốc còn đưa hàng vào phân loại, đóng gói, kiểm nghiệm, kiểm dịch mất khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Do vậy, giải phóng hàng bên Trung Quốc diễn ra rất chậm, ảnh hưởng trực tiếp hoa quả của Việt Nam từ thời tiết, vận chuyển, thông quan. Thực ra thì mặt hàng dưa hấu thì phía Trung Quốc chỉ nhận hàng qua cửa khẩu Tân Thanh, đấy cũng là một cái điểm mà hạn chế. Do đó là các cái doanh nghiệp của chúng ta thì không có những cái cửa khẩu khác để có thể thực hiện được cái việc xuất khẩu hàng hóa, mà chủ yếu tập trung tại cửa khẩu Tân Thanh, nên mới dẫn đến cái tình trạng là cái lượng hàng hóa cũng như là cái số phương tiện được đưa đến cửa khẩu Tân Thanh trong một thời điểm. Để giúp thời gian thông quan hàng nông sản được nhanh hơn, giảm tình trạng ùn ứ nhất là vào những lúc cao điểm như vài tuần gần đây, rõ ràng cần có sự phân loại hàng nông sản ngay từ khi thu mua, hạn chế tình trạng rủi ro khi xuất hàng sang Trung Quốc lại bị trả về. Trên cơ sở là mình phân loại theo đúng cái mà cái văn bản giữa Bộ Công Thương hoặc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của mình ký với phía bạn chẳng hạn. Rồi bên thương lái Trung Quốc và cái can thiệp của các cái cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vào, thì tôi nghĩ là cái việc buôn bán cái hàng nông sản của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Để trên cơ sở là được quy định cụ thể rõ ràng, tất nhiên là để mà theo cái hợp đồng thương mại thì nó rất khó, nhưng ít ra thì mình cũng có được một cái bà con nông dân hoặc thương lái của mình bán vào đó là phân loại đối với mặt hàng này là loại 1, loại 2, thì khi mang sang bên đó thì không mất thời gian. Tuy nhiên, đó mới là những giải pháp từ trong nước, trong khi thông quan hàng hóa còn phụ thuộc khá nhiều vào phía đối tác Trung Quốc. Để tránh tình trạng ùn ứ dưa hấu tại cửa khẩu không thể thông quan, lại tái diễn với những nông sản mới sắp vào vụ thu hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ngành hải quan đã tổ chức rút kinh nghiệm, thành lập ngay tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề xuất khẩu nông sản. Trong đó, tập trung vào việc rà soát, tăng cường phối hợp hơn nữa với phía Trung Quốc trong hoạt động thông quan.